Vậy tu là gì? Tu chính là giai đoạn 1 là để định. Định cái gì? Là để định tâm. Định tâm là gì? Giờ nào việc đó, và làm tập trung toàn lực của ngay bây giờ chứ không phải ngày mai mới bắt đầu. Và toàn bộ những việc của mình làm là hướng tới sự hiểu biết và giúp đỡ những người xung quanh mình để cho họ hạnh phúc hơn. Đấy chính là tu. Trong cuộc đời tôi đi làm thì tôi gặp 3 nhóm người. Nhóm người rất chịu khó, rất chịu khó, không có trí tuệ và cũng chẳng cần quan tâm gì đến cái chuyện tâm tư tu tập gì. Họ không có tư tưởng. Thứ duy nhất của họ là họ lao động miệt mài bằng chân tay. Họ sợ học những cái mới. Họ thích ổn định. Và thu nhập của họ nó chỉ rơi vào 5 đến 10 triệu thôi, nhưng họ hài lòng và họ sống với nó. Nhóm người thứ hai thì họ rất tinh vi, họ rất khôn lỏi, họ rất khéo lừa người khác, họ rất khéo dẫn dắt. Nhưng mà sau 20 năm tôi gặp lại thì họ không đói, nhưng họ cũng chẳng có cái thành quả gì to lớn. Nhóm người thứ ba, tôi thấy họ khá là đều. Họ nỗ lực làm việc từng ngày, họ nỗ lực tìm hiểu mọi thứ từng ngày, và tâm của họ rất là định. Thì rồi vài năm sau, đời sống kinh tế của họ rất là tốt. Xong rồi họ được thăng quan tiến chức, xong rồi họ mở doanh nghiệp được rất nhiều người giúp. Và điển hình tôi cũng có mấy người quen mà các anh chị cũng làm cho những cái tập đoàn lớn. Thực ra họ không thông minh. Tôi nói thẳng luôn, họ không thông minh. Nhưng chỉ có điều là họ như con ong chăm chỉ. Nó giống như con rùa đua với thỏ. Thôi thì thỏ nhanh đến đâu thì tao cần còn biết. Nhưng họ cứ định tâm, họ đi, họ nỗ lực. Tức là họ không tìm cách vượt qua người khác, mà hàng ngày họ tìm cách vượt qua chính mình. Chứ họ không tìm cách vượt qua người khác. Và mỗi một ngày sống, họ tìm cách vượt qua chính mình. Thì đấy là nhóm người thứ ba tôi thấy. Thì thông thường sau 20 năm họ đi rất là chậm thôi. Nhưng sau 20 năm tôi gặp lại, họ đều là những người có thành quả to lớn. Và họ sống một cuộc sống rất là hạnh phúc. 3 người. Rất may mắn là tôi được trải nghiệm cả 3 tính cách đấy. Có một thủa thì tôi cũng chỉ lao động châu bò và tôi không muốn tìm hiểu thêm cái mới. Thủa thứ hai thì tôi cũng tinh tướng, học được những cái thứ ma cả bông của xã hội, rồi kiếm rồi nó lại mất. Và rất may gặp được đạo Phật thì tôi ngộ ra cái nhóm thứ ba. Vậy thì cũng như vậy, bạn hỏi tôi là tu tập thì như thế nào và đọc sách ở đâu, thì tôi nghĩ là nếu mà nói về đọc sách thì chỉ cần đọc duy nhất một, nghe trên video thôi, nghe duy nhất một cái cuốn sách là Tứ Diệu Đế. Có rất nhiều thầy giảng về Tứ Diệu Đế. Trong Phật học căn bản cũng có Tứ Diệu Đế. Thì bạn đọc hoặc bạn nghe về Tứ Diệu Đế. Và việc thứ hai, hàng ngày bạn luyện cho tâm của bạn là làm cái gì, cố gắng định tâm. Giờ nào việc đó, dồn hết tâm lực vào đúng cái thời khắc đấy. Ví dụ như bây giờ tôi đang live stream thì tôi dồn hết cái tâm lực của tôi vào câu hỏi của bạn. Và xung quanh tôi giống như tất cả mọi thứ không có ai cả, chỉ có tôi và mọi người ở trên Face này thôi. Nó không bị chi phối bởi cái gì cả. Thì bản chất như vậy chính là tu rồi. Như vậy bạn đọc Tứ Diệu Đế. Và thứ hai, mỗi một thời khắc bạn sống, bạn hãy làm thật tốt cái thời khắc ngay bây giờ. Ngay bây giờ thì đấy chính là tu tập. Và bạn làm như vậy đi, thì tôi khẳng định với bạn là khi tâm bạn định như vậy, nhiệt tâm làm được đúng bây giờ, thì
thì bạn không cần nghĩ phải sinh khởi trí tuệ. Tôi tin chắc bạn cũng có trí tuệ. Bạn không cần phải sinh khởi là mong cầu nên niết bàn thì bạn cũng ở niết bàn. Chứ không phải là cứ tu là phải phừng phừng lên là tìm sách nọ sách kia đọc, nghe video nọ video kia, nhưng mà cuối cùng thì cái tham nó vẫn còn nguyên ở trong người, vẫn còn vọng tưởng, cái sân cái si nó vẫn còn nguyên ở trong người, và làm việc giờ này nhưng lại không tập trung làm việc mà lại vẫn nghĩ đến cái việc chỗ khác, thì rõ ràng bạn có tu đằng rời, bạn có đọc sách đằng rời, bạn có nghe video đằng rời, thì bạn cũng chẳng bao giờ tu được cái gì cả. Vậy tu là gì? Tu chính là giai đoạn một là để định. Định cái gì? Là để định tâm. Định tâm là gì? Giờ nào việc đó, và làm tập trung toàn lực của ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai mới bắt đầu. Ngay bây giờ và toàn bộ những việc của mình làm là hướng tới sự hiểu biết và giúp đỡ những người xung quanh mình để cho họ hạnh phúc hơn. Đấy chính là tu. Và tôi đang trả lời bạn như thế này, chính là tu đấy. Mặc dù đang nói chứ không có đọc sách. Không có đọc sách gì đâu nhé. Đang nói thế nào thôi, nhưng mà cũng chính là tu đấy. Vậy thì ngày mai bạn bắt đầu làm cho tôi cái việc. Nếu đi ngủ thì đừng nghĩ đến công việc. Nếu đi ngủ đừng nghĩ đến tiền bạc nữa. Nếu đi ngủ thì đừng nghĩ đến gái gú nữa. Mà nếu thích thì dậy làm nhiệt tình, mệt xong ngủ luôn. Còn cứ bây giờ này làm việc này lại nghĩ việc kia, không bao giờ bạn làm nó thành công cái gì. Và bản chất như thế nó gọi là không định. Mà không định, mà Đức Phật dạy là gì ạ? Giới định tuệ. Giữ giới tức là không tham ái nhiều quá, không tham dục nhiều quá. Xong bắt đầu là gì ạ? Nó định tâm. Và định tâm xong thì trí tuệ nó tự khắc nó sinh khởi, chứ bạn không cần phải cố gắng. Và chúc bạn mỗi ngày hãy tập trung chính xác cho thời khắc hiện tại, để vượt qua chính mình, để giúp đỡ người khác. Đấy chính là tu. Và hãy nghe Tứ Diệu Đế. Rồi, chúc bạn thành công với mong ước tu tập của bạn. Rồi, cảm ơn bạn.